Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đến với channel của mình là Lập Sutiki đây. Hôm nay Lập sẽ chơi tiếp Minecraft sinh tồn phiên bản 1.14 nha các bạn. Ở tập trước ấy thì mình đã xây được một chỗ cắm trại bên đây các bạn ơi, và cũng như mình đã làm thêm hai cái lều nữa, một cái lều đỏ và một lều màu xanh lá mạ ở bên đây. Đó, và mình cũng đã thắp lửa cái chỗ nấu nước của mình lên rồi. Ok, trong ngày hôm nay thì mình sẽ lên xây một cái bức tường thành để bảo vệ ngôi làng của mình nha các bạn. Tại vì mấy anh dân làng của mình đã bị bọn cướp dân làng tấn công ấy, cho nên lần này mình sẽ xây một cái bức tường thành rồi bảo vệ ngôi làng của mình luôn nha. Nguyên liệu thì chủ yếu là bằng đá cũng như là gỗ các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ qua cái chỗ farm thịt gà của mình này để lấy một ít thức ăn các bạn. Hiện tại mình cũng hết thức ăn rồi. Đó, được 24 miếng thịt gà nữa. Ok. Như vậy cũng đủ để xây dựng rồi đó các bạn ơi. Ngoài ra thì mình cũng đã nấu thêm một ít cái đá các bạn ơi, để mình có thể làm mấy cái gạch đá ấy. Và bây giờ mình sẽ chế tạo một cây rìu mới đi. Cây rìu của mình ấy nó cũng gần hư rồi các bạn ơi. Cúp thì mình không chế tạo đâu, tại vì mình có sẵn một cây cúp ở tập trước mình đã enchant rồi ấy. Đó. Ok, bây giờ mình sẽ grab một cây rìu mới nha. Đây, một cây rìu mới như vậy. Rồi mình sẽ enchant để thử coi nó có dòng gì nha. Chầm hỏng 3 khá là tốt đó các bạn. Mình sẽ lấy một ít lưu ly nè. Rồi mình sẽ enchant nha. Bỏ vào đây và cái lưu ly. Đấy, 30 level mới anh chan được nha các bạn. Rồi, boom. Được hiệu sức 3 luôn các bạn ơi. Nó giống cây rìu cũ. Hai cây rìu giống hệt luôn nè các bạn. Đó, sau này nếu có thể mình sẽ ép hai cây này lại để thành một cây hiệu rìu hiệu sức 4 ấy. Ok, tạm thời thì mình chỉ để vậy thôi. Và bây giờ thì vào nhà và quên nữa. Mình còn phải lấy cái cục đá mài nữa các bạn ơi, để mình có thể chế tạo. Ủa? À không, cái máy cắt đá chứ. nhầm đá mài là để ghép đồ. Bây giờ mình sẽ lấy một cái cục đá mài các bạn để qua bển rồi mình cùng nhau chế tạo mấy cái vật liệu bằng đá ấy, thì nó sẽ rẻ hơn rất là nhiều luôn các bạn ơi. Đâu rồi? À, cái cục đá mài mình để bên làng rồi. Quên. Ok, bây giờ mình sẽ cắt kim cương cũng như là ly ở đây nha. Và mình sẽ lấy một ít đá này và qua bển xây dựng thôi các bạn. Ok, bây giờ mình sẽ lấy cái máy cắt đá lại lên đây để mình chế tạo mấy cái cầu thang bằng đá nha các bạn. Rồi, đặt xuống. Đó, nó sẽ rẻ hơn bình thường các bạn ơi. Đây mình sẽ bỏ vào nè. Đó, nó sẽ hiện công thức của mình grab thôi. Chỉ cần một cục đá các bạn là mình có thể làm được một cái cầu thang gạch rồi. Đấy, nó sẽ rẻ hơn rất là nhiều luôn. Rồi, mình sẽ làm tầm nửa stack này đi các bạn ơi. Nửa stack này cũng như là nửa stack gạch đá. Đó, rồi, bây giờ chúng ta sẽ làm phần tường nha. Phần tường thành thì mình sẽ kết hợp vừa đá và vừa gỗ luôn. Giờ mình sẽ đặt cái trụ trước đi các bạn. Cách một ô này rồi mình sẽ lùi vô hai ô nữa để mình làm cái trụ nha. Trụ mình sẽ làm như vậy này. Để mình xem coi. 1 2 3, đặt trụ 1 2 3, trụ 1 2 3, trụ. Rồi, ở đây mình sẽ ốp lại bằng gạch đá các bạn ơi. Đấy, ốp lại bằng gạch đá như vậy. Trụ thì mình sẽ lên tầm 3 ô, chắc 4 ô nha các bạn. Phần trụ thì mình sẽ lên tầm 4 ô nha. Rồi. Đó. Này cũng vậy luôn nè. Rồi sau đó mình sẽ ốp lại như vậy. Đấy, lên 4 ô nha. 2, 3 và 4. Rồi, ở đây thì đặt một cái cầu thang vào. Ở đây cũng vậy. Như vậy cái tường này có vẻ mình sẽ bao bọc qua cái khu rừng thông đó luôn nha bạn. Còn bên đây thì mình sẽ qua cái đội đó luôn để cho ngôi làng mình được an toàn ấy. Rồi, cái này mình sẽ ốp lại như vậy này. Ốp lại bằng tường hết để coi ổn không nha bạn. Đó là bằng tường hết. Ở đây thì mình sẽ đặt cái hàng rào bằng sắt ấy. Đó, nhìn nó sẽ kiên cố hơn và an toàn hơn ấy các bạn. Rồi, ở đây cũng vậy nữa nè. Đấy, đặt vào. Và cái hàng rào sắt các bạn mình có thể nhìn ra bên ngoài luôn. Nhưng mà bọn cướp dân này thì không thể tấn công vào ấy các bạn ơi. Đó, cho nên mình rất là thích dùng cái hàng rào sắt để trang trí mấy cái kiểu như là tường thành hay là nhà của thợ rèn ấy. Đó, nhìn rất là ổn luôn. Rồi, đặt vào đây. Đó, vậy là được một bên rồi. Ngoài ra ở trên ấy mình muốn làm một cái phần để mình có thể di chuyển ở trên rồi bắn nỏ xuống dưới bọn cướp dân làng các bạn. Đấy, vừa phòng thủ mà vừa tấn công luôn. Bây giờ mình sẽ làm nốt bên đây luôn nha. Bên đây thì mình cũng làm tương tự bển các bạn. Nhưng mà mình phải canh để mình còn làm cái cổng đi vào nữa. Cái này mình sẽ đặt như vậy đi. Đó, cái này là đặt một cái cầu thang xuống ở đây. Ở đây và bên đây thì làm tường gỗ nè. Rồi, 2 3. Đấy, cái này là 1 2. Mình sẽ bỏ vào đây. Đấy, cách ra 1 2 3, đặt trụ tiếp này. Cái này nó phải lên cái đồi nè các bạn, nhưng mà cái đồi này khá thấp, chắc cũng không sao đâu ha. Rồi, cái này là lên 4 ô. Đấy, rồi mình sẽ đặt tiếp cái gạch đá xuống nha các bạn. 4, đặt như vậy. Chắc tí nữa mình sẽ về mình grab một ít cái hàng rào sắt các bạn ơi, để mình lắp vào luôn ấy, để xem coi có ổn không đã, để mình còn chỉnh sửa lại đó các bạn. Cái này mình sẽ ốp lại như vậy.
ở đây và ở bên đây đó. À, nếu có thể chắc mình sẽ dọn luôn nguyên cái đồi luôn quá các bạn ơi. Tại mình thấy cái đồi nó hơi choáng chỗ mình xây dựng này. Rồi ok, tạm thời là như vậy nha. Ngoài ra bây giờ mình sẽ làm một cái đường đi các bạn. À, cái này là cách ở trong mình đi mấy ô là vừa ta. Ở trong chắc là 2 ô hả nhờ. Ok, ở trong chắc là 2 ô nha các bạn. 1 2. Rồi. 2 hay 3 ta? Ok 3 luôn đi các bạn để cho nó rộng nha. Rồi. À, cái này là lên 4 ô tiếp. Làm tương tự như ở mặt trước luôn nha các bạn. Mà ở trong thì chắc mình sẽ không làm cái ở đây là cái hàng rào đâu. Đó, mình ở trong thì để bình thường thôi. Hoặc là mình để trống một ô gì nữa các bạn để mình có thể đi vào ấy. Rồi, đặt lại như vậy. Đấy, ở đây mình sẽ ốp bằng một cái cầu hang nè để mình có thể đi vô nha. Ở đây một cái cầu hang, ở đây cũng vậy. Đó. Làm ở mặt trước mặt sau đều giống nhau nha các bạn. Này thì đặt lên. Cái này là có nên tiếp một cái nữa không ta? Ok, chắc để cứ một mỗi ô các bạn mình đều làm một cái cửa nha. Đó, để mình có thể đi ra đi vô chỗ dễ các bạn ơi. Rồi. Tiếp theo mình cần phải đặt cái trụ để kéo ngang các bạn. Đấy, úi da trụ. Rồi, đặt vào. Đấy. Và ở đây nữa là xong. Tương tự như mặt trước luôn nha, mặt trước cũng phải đặt mấy cái trụ á các bạn, trụ kéo ngang này. Đó. Gỗ thì mình mình còn một stack, may quá may quá. Mình nghĩ vừa đủ để làm hai bên các bạn ơi. Cái này là một cái trụ đứng này, đặt lên đây, đặt lên đây và đặt ở trên đây đó. Để mình xem coi. Gì cũng khá ổn rồi đó các bạn. Rồi kéo ngang thôi đó. Ở đây thì các bạn nên kéo ngang nhá. Rồi đặt vào đây và cũng như là bên đây nữa các bạn. 2 3 trụ đó, gần xong rồi đấy. À, hiện tại thì mình chỉ làm một khúc thôi nha các bạn. Trong thời gian với 2 tập thì mình sẽ hoàn thành nốt cái chỗ này nha. Rồi ốp lại ở đây và ở đây. Đó. Ở mặt trong này mình thấy chưa ổn cho lắm các bạn, nhưng mà không sao đâu, tạm thời là vậy nha. Nếu mình thấy không ổn chỗ nào thì trong thời gian với 2 tập mình sẽ chỉnh sửa lại luôn nha các bạn. Rồi mình sẽ ốp lại như vậy. Rồi giờ ra phần trước làm tiếp thôi các bạn. Phần trước thì mình sẽ làm sao nhìn cho nó ổn nhất ta. Mà thấy ở đây hơi thấp rồi các bạn ơi, có nên lên một ô nữa không nhờ. Lên đây nè các bạn. Để mình xem coi. Giờ sẽ bắt lóc lên đi các bạn ơi. Mình sẽ làm phần mái ở trên luôn nha. Tại vì ở trên mình muốn làm kiểu như có chỗ che nắng luôn các bạn ơi. Đó, có phần mái luôn. Ở đây mình sẽ lên thêm một ô này. Đó, lên thêm một ô nha các bạn. Sau đó mình sẽ làm một cái tường đi. Giờ mình sẽ lấy cái đá mài theo luôn các bạn ơi. Cái đá mài này cũng như cái crafting để chế mấy cái đồ đá các bạn. Đó, rồi giờ mình ăn vô cái đá. Đấy, nãy giờ xây dựng mà nó đói mất tiêu rồi. Rồi ok, giờ leo lên nha. Để mình coi mình sẽ grab một ít cái tường đá các bạn ơi. Mình sẽ dùng đá cuội đi để mình làm một ít cái tường đá nè. Đó, tầm 32 cái đi, tạm thời 32 cái thôi các bạn. Rồi giờ mình sẽ leo lên. Tường đá để mình chắc mình sẽ đặt cái tường đá ở trên cái block đó các bạn, block gỗ này. Đấy, đặt vô đi. Tiếp theo là đặt tường đá vào đúng không, đặt vào đây. Đó, ở đây nè bạn. Còn ở trên này thì chắc mình sẽ ốp lại bằng slab nha. Ok, chắc mình sẽ ốp lại bằng slab nha bạn. Cái này mình sẽ đặt cái này xuống và grab ốp cái slab gạch đá nha. Đó, được 38 cái luôn. Rồi. Đấy. Để mình xem coi có ổn không nha. Tường đá cũng ổn nè các bạn. Mà mình nghĩ cái này thì không cần cái gỗ ngang đâu. Gỗ ngang nhìn hơi kỳ á các bạn ơi. Đó, dọn cái gỗ ra luôn nha. Đấy, ở trên đây thì không cần cái trụ kéo ngang đâu. Đặt ở đây và cái này để coi có ổn không đã. Giờ mình sẽ làm phần trụ đi lên nha. Trụ đi lên thì chắc mình sẽ dùng gỗ này tiếp hay sao nhờ, hay là dùng cái hàng rào các bạn. Giờ mình sẽ lên tầm 3 ô đi các bạn ơi, để cho nó cao cao ấy. Rồi cái này là 1 2 và 3. Đấy, cái này đập ra đi. Tiếp tục là 1 2 3. Sau đó mình sẽ làm phần mái nha. Phần mái thì mình sẽ dùng gỗ vân sam luôn nha các bạn. Gỗ vân sam này mình sẽ đổi ra mấy cái cầu thang cũng như là mấy cái slab ấy. Đấy, slab này, cái slab thì sẽ ít hơn một xíu các bạn ơi, tại slab mình không dùng nhiều cho lắm đâu. Đó, rồi bây giờ mình sẽ ốp lại bằng làm phần mái sao cho đẹp ta. Sẽ làm như vậy đi, tạm thời đặt vậy nha bạn. Ok, chắc mình sẽ ốp như vậy luôn đi các bạn ơi. Cái này là té nhảy lên đây. Rồi cái này là mình sẽ leo lên đấy các bạn ơi, leo lên đây đúng không. Rồi mình sẽ đặt qua đây. Đặt qua đây. Đó. Lên tiếp luôn nha các bạn. Cái này chắc là mình chủ yếu dùng cái gì ta, cái cầu hang thôi các bạn ơi, không dùng slab nhiều đâu. Ngoài ra cái này chắc mình sẽ thử làm một cái cái cửa sổ thử các bạn. Làm như vậy này.
Đấy. Mọi cái đều giống nhau nha bạn. Như vậy. Để mình xem coi. Ok, cái gì cũng ổn rồi các bạn ơi. Đó. Rồi, đặt qua đây. Đấy, cái này chắc không cần việc đâu nha, tại vì đây là cái chỗ kiểu như của mấy người canh gác các bạn ơi, tại vì khi nào mà mình nhiều dân làng ấy, mình sẽ bắt vài anh lên đây kiểu như để làm canh gác cho ngôi làng của mình ấy. Đấy. Tương tự với phòng bên đây luôn nha. Kéo ra 1, 2 và 3 và đặt cái hàng gạo ở phía dưới các bạn ơi. Đặt ở đây này. Đấy. Mình thiếu hàng gạo rồi, không sao đâu, tí mình sẽ chế tạo thêm nha. Cái này mình sẽ kéo qua đây một xíu đi. Kéo lên đây rồi đi lên nha. Cái này đi lên sao cho đẹp ta, cái này chắc sẽ đi qua bên như vậy đó, cái này sẽ ấp ngược lại các bạn ơi, ấp ngược lại như vậy này, đây 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 và ấp ngược lại. Ui trời ơi, rồi như vậy là đã đại khái hoàn thành cái phần máy đó bạn. Công việc tiếp theo mình chỉ cần ấp lại thôi, mà giờ mình sẽ ấp lại nốt cái chỗ này cái đã, để coi coi nó có không ổn chỗ nào không ấy, để mình sửa lại luôn ấy các bạn ơi. Đó, giờ mình sẽ đi xuống để xem coi có ổn không nhá. Ui dạ. Rồi. Đấy, cái chỗ canh gác như vậy đó bạn. Nhưng mà mình thấy mấy cái hàng rào này nhìn chưa ổn cho lắm này, chắc mình sẽ thay đổi cái chỗ đó nha bạn. Ok, giờ ngủ trước cái đã các bạn ơi. Ok, cảm ơn, mình đã hoàn thành xong phần mái của cái tường thành rồi. Ngoài ra mình cũng đã đổi cái hàng rào gỗ vân sam thành bằng một cái tường gạch đá để nhìn cho nó ổn hơn các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ làm cái cổng chính nha. Cổng chính thì mình sẽ làm cao hơn cái chỗ này một xíu các bạn, bằng gỗ thôi. Đó, bây giờ mình sẽ đập cái này ra đi để mình ốp một một block gỗ vô thêm mấy các bạn. Rồi, cái này đập ra nè. Tương tự cái này luôn. Đó, mình sẽ ốp bằng một block gỗ lên nha. Để mình coi coi ốp sao cho nó cao hơn nha. Mình sẽ ốp cao hơn cái phần mái một xíu ấy các bạn. Đó. Không biết như vậy nhìn nó có kỳ quá không, nhưng mà tạm thời là như vậy nha. Mình muốn làm cái cổng chính cho nó cao cao xíu ấy các bạn ơi. Rồi, như vậy đi, tạm thời là vậy đó các bạn. Đó. Rồi, để mình xem nào. Nãy ví dụ mình làm cái này nó cho nó rộng rộng ra xíu các bạn ơi, nhưng mà lỡ làm rồi. Cái này mình sẽ đi lên lần nữa coi, hay là làm thấp xuống ta. Mình có hai cách đó các bạn, một là làm cái cổng cho nó cao hơn cái phần tường thành, hai là làm cho cái cổng nó nhỏ hơn, thấp hơn các bạn. Cái này chắc mình sẽ làm thấp hơn rồi, tại vì cái tường thành mình nó hơi hơi cao các bạn à, mà không sao đâu, kệ đi. Nếu làm thấp thì mình sẽ đổi vật liệu luôn các bạn, nếu làm tại vì làm gỗ thì nó sẽ bị trùng ấy. Đó, thành ra bây giờ mình sẽ đổi vật liệu đi, mình sẽ làm cái cổng bằng gì ta. Hình như ở nhà mình còn cái đá andesit các bạn ơi, chắc mình về mình lấy cái đá andesit rồi mình qua mình làm bằng cổng nha. Đấy, tại vì phần cổng mình không muốn làm bằng gỗ nữa đâu, nếu bằng gỗ thì nó sẽ bị trùng các bạn ơi. Ok, chắc bây giờ mình sẽ quay về nhà rồi lấy một ít đá andesit qua đây rồi mình làm phần cổng nha. Ok, cảm ơn, mình đã lấy toàn bộ số đá andesit mà mình đang có này để mình đổi ra cái đá andesit được đánh bóng á các bạn. Ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu làm phần cổng nha. Phần cổng thì mình sẽ đặt sát cái trụ này luôn các bạn ơi. Mình sẽ đi lên tầm 3 nè, 4, 5, 5 ô đi. Mình sẽ đi vào chính giữa các bạn. Đó. Rồi, tương tự với phòng bên kia luôn nha. Đấy, nó sẽ như vậy. Rồi. Này là 2 3 4 5 rồi đi vào chính giữa. Như vậy. Đấy, vậy là xong rồi. Phần cổng mình không làm cho nó cao hơn cái kia các bạn ơi, tại vì cái tường thành mình nó hơi bị cao ấy. Rồi, làm tương tự với phần mặt sau luôn nha. Mặt sau mình sẽ đặt như vậy này. Lên 2 3 4 5 rồi đi vào chính giữa. Đấy, tương tự với bên đây cũng vậy nè, 2 3 4 5 đi vào chính giữa. Đấy, vậy là xong rồi. Đó. Ở đây chắc mình cũng sẽ nói lại luôn các bạn ơi. Đấy, mình sẽ nói lại rồi mình sẽ ốp lại bằng ốp lại bằng gỗ hay sao nhỉ? Hay là mình làm cái đường nối bên kia ta. Để mình xem nào. Ồ, mình đang định làm một cái đường để nối bên kia luôn các bạn ơi. Nhưng mà nếu nói lại thì nhìn nó hơi kỳ ấy. Tạm thời chắc mình sẽ ốp lại bằng để mình coi coi cái này có thể grab được cái cầu thang không ta. Để vô. Grab được cái cầu thang nè các bạn, để mình làm thử cầu thang mình ốp vào nha. Hay để coi coi nó ổn không các bạn ơi, nếu ổn thì sẽ dùng cầu thang để ốp lại luôn. Chứ phần này mà đi qua bên kia thì nhìn nó hơi thấp á các bạn ơi nè, nó chỉ cao có 2 ô à. Ok, mình sẽ ốp lại như vậy đi. Đó. Ở đây chắc mình sẽ gào lại luôn nha. Một tí nữa nếu được em mình sẽ gào lại luôn á các bạn ơi. Rồi, ốp lại như vậy. Mà nếu đặt như vậy thì nhìn cái cổng ấy nó không còn đẹp nữa các bạn à. Ui da trụ, té rồi. Để mình tìm cách khác nha. Phần cổng của chúng ta sẽ như vậy nha. Ngoài ra đây nếu có thể em sẽ đặt lên vậy luôn này. Đó. Rồi, vậy là ổn rồi đấy. Ngoài ra nếu có thể mình sẽ làm thêm một cây cờ nữa các bạn ơi. Nhưng mà thôi đi, cái cờ thì từ từ mình sẽ làm sao. Còn bây giờ mình sẽ dọn cái khu này ra các bạn, để mình về nhà ấy, và mình lấy một ít vật liệu rồi qua trang trí ở phòng bên trong của cái tường thành luôn nha.
Hiện tại trong gương mình có một ít cái hàng rào sắt hôm bữa mình chế tạo nhầm nè các bạn, cũng như là đá mịn mình sẽ đem theo để trang trí nha. Ngoài ra mình sẽ nấu thêm ít sắt nữa các bạn ơi, để mình có thể chế tạo thêm mấy cái hàng rào sắt ấy. Tại vì mình thấy như đó chắc không đủ đâu. Ok, bây giờ mình sẽ chế tạo thêm ít nha. Hàng rào sắt thì công thức nó sẽ như vậy. Đó, tầm 4 mấy cái đi các bạn ơi. Rồi, để mình coi coi còn có gì đem qua bển trang trí được không nha. Da bò thì mình chưa kịp farm các bạn à. Tạm thời thì như vậy thôi nha. Ok, bây giờ mình sẽ đem mớ này qua bển rồi mình cùng nhau trang trí nha các bạn. Ok các bạn ơi, phần đường đi ấy thì mình sẽ dùng đá cuội để ốp vào nha. Đường đi ở bên trong ấy các bạn. Đó, mình sẽ dùng đá cuội để ốp vào. Rồi, sau khi ốp vào ấy mình sẽ đặt mấy cái hàng rào bằng sắt các bạn ơi. Đấy, để làm mấy cái cửa sổ này. Rồi, ốp lại. Xong, sau đó đặt mấy cái hàng rào vào. Đặt như vậy. Đấy, nhìn rất là ok luôn ha các bạn. Đó, từ ngoài nhìn vào này. Yeah. Rồi, ngoài ra thì mình cũng phải đặt mấy cái đèn lồng ấy các bạn ơi, để mình có thể thắp sáng ở bên trong ấy. Đèn lồng thì mình đặt ở phía trên này, ở ngay cái trụ các bạn. Đó, ở chính giữa rồi đặt xuống. Quên nữa, đây là cái slab rồi. Chắc tạm thời mình cắm đuốc nha các bạn. Đấy, khi nào mình có nhiều đuốc thêm ấy mình sẽ cắm ở nốt mấy bên kia luôn nha, chứ bây giờ mình không có đem than ấy. Rồi, còn đèn lồng chắc mình sẽ đặt ở chỗ khác đi. Đèn lồng mình đặt ở hai bên nè các bạn. Đó, đặt hai bên cái phần mái mình mới xây cũng được này. Ồ, mình vừa xây thêm cái phần mái này để nhìn cho nó ok hơn các bạn ơi. Rồi, mình sẽ đặt tiếp mấy cái hàng rào sắt ở bên đây luôn nha. Đó, đặt bên đây. Cái này sau này chắc mình sẽ mở rộng thêm các bạn ơi. Còn bên đây mình cũng ốp bằng đá cuội tương tự với phần bên kia luôn nha. Có than luôn kìa. Wow, được đấy, để mình lấy một ít than của mình làm đốt mình cắm vào nha bạn. Được bao nhiêu cục than đây? Đang xây dựng mà cũng đào được than nữa các bạn ơi. Wow, may mắn thật đấy. Rồi, đúng cái thứ mình đang cần luôn. Có sỏi nữa. Rồi sau đó mình sẽ dùng đá cuội mình ốp lại nha. Rồi, ở đây còn này. Lấy cấp đào. Rồi xong, sẽ ốp lại. Wow, sỏi ở phiên bản này các bạn hình như lúc trước luôn đã có cái công thức mà cái kỳ ta có khối bê tông ấy, mình chưa dùng cái đó xây dựng bao giờ các bạn ơi. Sắp tới chắc mình sẽ tìm cách để chế tạo rồi mình cùng nhau xây dựng bằng cái block đó thử nha. Rồi bây giờ sẽ ốp lại bằng đá cuội tiếp nào. Đấy, ốp lại hết đi. Rồi sau đó mình sẽ cắm đuốc ở hai bên mấy cây cột ấy các bạn. Đấy, nhìn sẽ ok hơn rất là nhiều luôn. Đặt đuốc cũng không. Rồi đuốc. Đấy, rồi tha hồ mà cắm hai bên luôn. Đấy, cắm hai bên như vậy. Đó, và ở bên đây. Đấy, thế là xong rồi. Bây giờ mình sẽ mở rộng cái con đường làng nha. Đường làng mình sẽ dùng cái xẻng các bạn ơi để làm cái con đường này đi. Tạm thời mình dùng cái con đường này nha bạn. Sau này mình sẽ làm một con đường khác để nhìn cho nó đẹp hơn ấy. Rồi tạm thời dùng con đường mòn này đi các bạn ơi. Đấy, nó sẽ dẫn sâu vào ngôi làng của mình luôn. Đó, cái cây này mình chắc mình sẽ chặt luôn các bạn à. Tại vì hôm bữa mấy con bò ấy nó đã hút banh hết cái chỗ này rồi. Con bò nó mỗi lần nó đi ngang là hư cái cây à các bạn ơi. Đó, rồi cố ra đi. Wow, sắp tới mình sẽ làm lại con đường làng các bạn ơi, để dẫn tới từng khu luôn ấy. Đấy, tạm thời nhìn có mỏ mấy. Bây giờ mình sẽ đặt thêm hai cái đèn lồng ở bên đây và ở bên đây. Đó, ổn nha bạn, cái cổng làng mình thấy rất là rộng luôn này. Yeah, như vậy trong ngày hôm nay mình đã xong cái cổng làng rồi. Ngoài ra ở đây chắc mình sẽ cái này làm đường mòn được không ta? Thôi kệ đi các bạn, để cỏ hai bên nhìn cho đẹp nha. Ở phía trước làng các bạn muốn mình trang trí gì thêm ấy thì đừng quên comment ở phía dưới nha. Tạm thời thì chắc mình sẽ làm ngôi cái tường thành như vậy thôi các bạn ơi. Ok, bây giờ mình sẽ cắt đồ rồi làm công việc tiếp theo nha các bạn. Ok các bạn ơi, trong thời gian 2 tập ấy, để hạn chế việc bị mấy anh này tấn công khi mình đang làm việc ấy, thì mình đã uống sữa để giải hiệu ứng rồi. Bây giờ mình sẽ tìm một anh cầm đầu đi để mình đánh rồi lấy lại hiệu ứng các bạn, rồi quay qua ngôi làng mà hôm qua mình tìm được ấy để chiến đấu với bọn chúng nha. Đó, mình đã có cách khác để chiến đấu với bọn cướp dân làng này các bạn ơi. Đó, không cần mình ra tay đâu. Ok, giờ mình sẽ đánh tên này trước đi, rồi mình sẽ chuẩn bị đồ ấy, rồi qua cái ngôi làng mới ra đánh nhau với bọn chúng nha. Đó, mình đã có lại hiệu ứng điểm xấu rồi kìa. Rồi giờ đánh nốt mấy tên này luôn đi các bạn. Đấy, cái kiếm mình có cái dòng mà đánh mặt lùi ấy cho nên đánh mà ảnh bay quá trời luôn. Đấy, bụp. Đó, còn một anh cuối cùng thôi. Hổ báo. Tên này đánh đau lắm các bạn ơi. Hổ báo hả. Rồi ok, giờ mình sẽ về nấu hết số sắt mà mình đi mai ở những tập trước ấy, để qua bên ngôi làng mới và mình chế tạo mấy anh golem ấy các bạn, để cùng nhau chiến đấu với mình nha. Rồi ok, giờ mình sẽ về nấu đồ thôi. Ok các bạn ơi, hiện tại mình đã nấu được một mớ sắt rồi nè. Bây giờ mình sẽ ra ngoài ấy để lấy một ít cái bí ngô nha các bạn, để mình có thể chế tạo mấy anh golem nha, để chịu hỏi mấy ảnh nữa. Mình sẽ lấy một ít bí ngô đi. Đó, sau đó mình sẽ cắt mặt ra luôn nha các bạn.
hình như trong kho của mình ấy còn một ít cái bí ngô hay sao ấy, mình sẽ cắt nốt chỗ đó luôn để chế tạo thật là nhiều anh golem luôn nha, cảm ơn ơi. Rồi bí ngô, ủa đây 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 đây, mình có bí ngô cắt mặt sẵn nè, mình sẽ cắt nốt cái số bí này luôn nha bạn. Mình sẽ lấy cây kéo đó, kéo như mình nhét bên đây đó, cắt mặt ra, cắt ra đấy. Rồi sau đó mình sẽ đập ra ấy, vậy là có thể chế tạo được anh golem đó các bạn ơi. Ok, mình sẽ lấy thêm 3 miếng thịt gà đi, rồi chúng ta cùng nhau đi thẳng về hướng này nha bạn, để tới cái khu làng mà hôm bữa mình tìm được ấy. Đó, như đây đồ chắc cũng đủ để chiến đấu với bọn cướp dân làng đó các bạn ơi. Rồi, ok, bây giờ cùng nhau qua bển thôi. Ok các bạn ơi, mình đã tới ngôi làng rồi đây. Đó, bây giờ chúng ta sẽ vào giữa ngôi làng ấy, rồi mình chế tạo tầm 5 đến 10 anh golem nha bạn. Hiện tại thì mình có 11 cái đầu bí ngô được khắc đây này. Đó, ok, thì vô chổng rồi chế tạo thôi. Đó. Cái làng này có sẵn golem rồi các bạn ơi. Wow, được đấy. Rồi. Đó, bây giờ hiệu ứng đã được bắt đầu đó các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ đặt mình quên chế tạo thành cái khối nữa chứ. Lè 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 lè, không thôi bọn kia lại tấn công mấy các bạn ơi. Cái này là đặt như vậy này, đặt hình chữ T sẵn đi các bạn ơi. Đó, đặt như vậy. Anh dân làng này sợ chạy quá trời. Làng nào cũng vậy các bạn ơi. Mình chỉ chế tạo được 1 2 3 đó. Ủa? Sao này không được ta? Bị kẹt hay sao các bạn? Ủa sao này đặt không được vậy? Ủa có sai chỗ nào không vậy? Ui. Ủa sao mình chịu hồi anh golem không được các bạn? Ủa có ui chết tập, chịu hồi không kịp à. Quýnh người luôn này. Quýnh anh. Anh kia bay lên lọ cây đâu các bạn. Rồi, đấy quýnh tiếp mình anh golem ơi. Quýnh đi. Đúng rồi, quýnh này tên cuối nè. Này thì đứng lên lọ cây hả? Ủa? Đánh bại. Ủa, vậy là mình thua hả? Ủa? What? Bọn chúng giết hết dân làng trong làng mình rồi. Không còn một anh dân làng nào luôn nè các bạn. Ủa, sao bọn chúng càng quét nhanh vậy trời? Ủa? Ui còn nè. Ủa còn dân làng mà các bạn, sao lại thua nhờ? Ủa kỳ ta. Ủa ô gì là thua rồi, lần này đánh chưa kịp đánh gì hết là đã thua rồi các bạn ơi. Ủa sao kỳ nhờ? Ủa sao mình lại thua các bạn? Các bạn nào biết tại sao mình thua ấy thì đừng quên comment phía dưới nha, tại vì mình mới bắt đầu trận chiến mà mình tự nhiên để chịu thất bại các bạn ơi. Ok, chắc bây giờ mình sẽ tìm một cái ngôi nhà nào có giường ấy, rồi mình qua đêm một bữa đi, rồi mình sẽ quay về nhà nha bạn. Chưa gì hết, đã thua rồi, buồn ghê luôn á. Hay là chỗ này xa nhà mình quá ta? Mình cũng không biết nữa, các bạn nào biết ấy thì đừng quên comment phía dưới giải thích giúp mình nha. Mình lấy ít bánh mì đi, về nhà mình ăn các bạn ơi. Cũng như là lấy cái mầm cây này này, ở đây có cái mầm cây gì ta? Cây này, cây sim gai các bạn ơi. Đó, mình sẽ đem về nhà rồi trồng nha. Ok, giờ mình sẽ ngủ rồi sáng thức dậy quay về nhà nha các bạn. Ok các bạn ơi, trên đường về thì mình chợt nhớ ra là trong lúc mình làm việc thì nghe tiếng skeleton kêu rất nhiều luôn các bạn ơi. Nhưng mà mình không biết ở đâu ấy. Mình đã thấy ở dưới đây có cái hang nè, nhưng mà mình đâu kiểm tra thì đâu có skeleton đâu các bạn. Ok bây giờ mình sẽ đi quanh đây thử nha. Tại vì mình rất thắc mắc là ở đâu nó có tiếng skeleton gần đến thế ấy. Bên đây coi. Bên đây mình cấm. Bên đây nè, bên đây chưa cấm đuốc nè. Ok mình sẽ đó skeleton nè. Đấy. Wow, spawner các bạn ơi. Hàng gì? Wow, nó gần luôn á. Nó mới tầng 59 đã có spawner các bạn ơi. Được đấy. Đánh này, wow, gì sắp tới mình có thể farm xương rồi. Được một cái đĩa nhạc, hạt bí ngô, thịt chim bay, đấy, bánh mì, than chắc mình lấy nha bạn, than chỉ mình sẽ lấy nha. Rồi. Hèn gì nãy giờ mình làm mình nghe tiếng skeleton rất là nhiều luôn các bạn ơi. Rồi ok. Cắm đuốc lên. Có sắt luôn này. Wow. Được đấy. Rồi, giờ đào cái thôi. Ok các bạn ơi, trong lúc mình đang dọn đồ ấy, thì mình phát hiện một tên zombie dân làng đang lại chỗ mình nè các bạn. Nhân lúc này chắc mình sẽ lấy cái tên các bạn ơi, mình đặt tên cho ảnh luôn để mình có gì mình cứu ảnh luôn ấy. Ở đây còn một anh nữa nè. Được hai anh luôn. Wow, nhưng mà mình có một cái tên thôi các bạn ơi. Ok chắc mình tạm thời mình đặt trước một anh đi các bạn, rồi mình lên cái chỗ câu cá của mình ấy, mình lấy thêm cái tên rồi mình đặt cho ảnh nha. Một anh trước đi, anh này anh số 1 nè. Mình sẽ ưu tiên anh nào ta?
Anh nông dân đi các bạn ơi, mình nghĩ anh nông dân sẽ tốt hơn ngay. Ok, giờ mình sẽ đi ra đường này đi. Đó, để mình đặt tên cho ảnh nè. Rồi. Rồi được rồi đấy. Bây giờ mình sẽ đặt lại, đặt lại. Đó, anh này có tên rồi. Bây giờ mình sẽ đi lên chỗ AFK rồi mình lấy cái thẻ tên nha các bạn. Ở chỗ cũng có một ít cái thẻ tên đây. Ok, cảm ơn. Hiện tại anh đang làng Zimbabwe nè, đang ở dưới nước này. Tại vì nếu bây giờ anh lên bờ anh sẽ bị đốt ngay, cho nên bây giờ mình sẽ tạm thời nhốt anh dưới này đi nha bạn. Đó, mình sẽ đặt cái này lên để cho anh không có đi ra ngoài nha. Sau đó mình sẽ chế tạo thuốc ấy, rồi mình cho anh trở thành dân làng bình thường nha bạn. Đó, rồi ok, bây giờ vô nhà chế thuốc thôi. Ngoài ra mình cũng đã làm một cái bẫy các bạn ơi, để nhốt anh dân làng này lại này. Giờ anh đứng chỏng luôn rồi. Bây giờ mình sẽ làm thuốc rồi cứu mạng luôn nha. Thuốc thì mình cần táo vàng cũng như là thuốc yếu đuối các bạn. Đấy, hai cái này. Rồi, à không, không cần cái này, cần mắt nhện các ơi. Đây đây mình có mắt nhện này. Đó, một cái con mắt thôi. Cần nấm này, một cái nấm cũng như là đường hay sao các bạn ơi. Đó, rồi đổi ra. Rồi. Mình cần cái lọ nữa. Lọ thì cần kính ấy. Ở đây đây có kính luôn này. Rồi làm cái lọ thôi các bạn. Đó, mình được ba cái lọ này. Đó, mình sẽ múc nước nha. Rồi, 1 2 3. Đấy. Sau đó bỏ vào cái vàng pha thuốc thôi các bạn. Bỏ vô đây. Mình còn một bình này. Được ấy, được ấy. Rồi, bỏ vô đây, đây. Sau đó cho mắt nhện vô luôn các bạn, mắt nhện lên men vô. Rồi, ok, tạm thời chắc mình sẽ cứu chút anh đi. Mình sẽ cứu anh này trước đi các bạn ơi. Đó, không biết như vậy. Rồi, nhào vô. Đấy, đấy, chọn vào là ảnh có hiệu ứng yếu đuối đó các bạn. Sau đó mình sẽ cho ảnh ăn táo vàng nha. Táo vàng thì mình có sẵn hay sao ấy. Đây đây, mình có sẵn một trái táo vàng đây. Đó, thuốc ở trong cũng xong rồi đó các bạn. Giờ cho ảnh ăn táo vàng là được rồi. Đấy, rồi, ok. Bây giờ mình sẽ lấy thuốc rồi cho anh dân làng kia luôn nha các bạn ơi. Mình cần thuốc súng này bỏ vào để thành thuốc ném ấy các bạn. Đó. Rồi, cắt này vào cũng như là chế tạo thêm một trái táo vàng ấy các bạn ơi. Một trái táo vàng đúng không? Mình hết vàng rồi, cần phải nấu thêm vàng ấy các bạn. Rồi, nấu thêm vàng đi. Đấy, ở đây mình sắt xong rồi này. Đấy, bỏ vàng vô. Đây, đây và đây. Đấy, vậy là xong rồi. Cũng như là một bình thuốc ấy các bạn. Xong, giờ ra ngoài cho anh này trở thành người bình thường nào. Anh này thì hơi căng này. Mình sao ta? Ok, chắc phải lên trên đấy các bạn ơi. Đó, để ốp ở phía trên đấy, ốp tầng 2 nữa, nếu không thôi mình đập ở chính giữa ra thì anh bị đốt ngay các bạn. Rồi, giờ mình sẽ lấy cây rìu rồi đập ra. Đó, đập cái này ra nè. Rồi, ui, mình chọi thuốc vào nha. Chọi thuốc vô nè, rồi ăn táo đi. Ăn táo đi. Xong, giờ chỉ cần đợi ảnh nó hết bệnh thôi các bạn. Ok cảm ơn, cuối cùng thì anh dân làng này cũng đã khỏi bệnh rồi. Bây giờ anh nhảy nhảy kìa. Anh nhảy cao một block luôn các mọi người. Hay nha. Ok, giờ qua tới anh dân làng này coi. Anh này chắc có vẻ còn lâu rồi các bạn ơi. Không sao đâu, mình sẽ cố gắng đợi luôn các bạn. Còn anh này chắc tạm thời mình sẽ dẫn anh đi chỗ khác đi, nếu không thôi anh đạp xương rồng, anh mất máu nữa. Hoặc là mình đưa cho anh vô nhà mình cũng được. Đấy, vô nhà anh ơi. Đấy. Dẫn dân làng vô nhà luôn nha. Rồi vô nhà đi. Rồi mình sẽ ui ui làm gì vậy? Ủa anh mới làm gì vậy các bạn? Ủa anh mới làm cái gì ấy? Ok, tạm thời mình gào cái cửa lại luôn. Gào cửa lại đi các bạn ơi. Giờ tới mình đợi anh dân làng này nha. Đấy, để cho ảnh trở thành dân làng bình thường các bạn. Rồi ok, đợi thôi. Rồi. Anh này anh thủ thư nha, nghiệp dư các bạn ơi. Anh cấp 2 nè. Khá là tốt ấy. Giờ mình sẽ thử đổi với ảnh nha, để coi ảnh ra cuốn sách gì nha các bạn. Giờ mình sẽ vào trong lấy một ít cái emerald đi. Hình như mình có emerald trong nhà các bạn ơi, có rất nhiều luôn. Đó, một stack luôn này. Rồi, đổi với ảnh. Đổi một kệ thôi. Đấy, để coi. Mình phải đổi cho ảnh lên cấp luôn các bạn ơi. Ok, giờ mình sẽ lấy mía nha. Đấy, mía mình có khá là nhiều này. Rồi bỏ vào. Đó, anh cấp 2 gần lên đây nè. Mình sẽ ok xuống cái chỗ farm mía của mình đó các bạn ơi. Lâu lắm mà mình chưa xuống cái chỗ farm mía của mình ấy. Bây giờ mình sẽ thử xuống cái chỗ farm mía của mình coi nó có hoạt động tốt không nha các bạn. Mình chỉ lo là nó sâu quá ấy, nó không lót chân ra được các bạn ơi, thì nó sẽ không hoạt động. Sẵn tiện mình sẽ thu hoạch cái cacao luôn nha. Đó, lâu quá rồi không xuống thu hoạch mấy cái này các bạn ơi. Sau này chắc mình sẽ làm hệ thống thu hoạch cacao tự động luôn các bạn à. Rồi, sẽ đặt lại. Đấy. Rồi bỏ vô gương. Xong. Ui.
Đó, máy farm gà hoạt động đó các bạn. Rồi, giờ mình sẽ đi xuống đây, nhảy xuống. Piu bụp. Đó. Rồi, coi hệ thống này nó có phải hoạt động tốt không nha. Nó vẫn hoạt động các bạn ơi. Đó, về được mía một đống luôn. Ok, giờ đi lên rồi mình sẽ chế tạo ra giấy nha các bạn, để mình đổi danh dân hàng thử hư nha. Đổi nữa. Lên cấp chưa? Đợi 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 coi các bạn. Nó anh lên nè các bạn, anh đổi màu nè, anh lên cái này là màu gì ta? Màu sắc à. Cây trái. Anh đổi lồng đèn nè. Wow, anh này đổi lồng đèn các bạn ơi. Được ấy, giờ mình sẽ đổi mấy cái kệ sách đi để mình qua mình trang trí cái quán cà phê bên ngôi làng của mình ấy. Rồi. Mình lấy Emerald lại mới được. Đặt cái này xuống đi. Đặt ở đây. Rồi. Giờ mình sẽ đi qua bên ngôi làng của mình ấy các bạn, đặt mấy cái kệ sách này nha để trang trí luôn các bạn ơi. Ok, bây giờ mình sẽ đặt thêm kệ sách ở thư viện nha bạn. Đấy, kệ sách mình sẽ đặt thêm ở đây cũng như là ở bên đây nè các bạn. Ở đây mình có nên đặt trong góc không các bạn ơi? Nghĩ trong góc cũng nên đặt ấy. Đó, đặt ở đây và ở bên đây đi. Đấy, để cho thư viện nó rộng rộng hơn nha. Đặt ở đây cũng như là ở bên đây. Ngoài ra thì ở ngoài này ấy, thì mình cũng đã trang trí bằng mấy cái chậu bông rồi. Ok, bây giờ mình sẽ đặt mắt cho cái pho tượng anh hùng nha. Rồi, giờ mình sẽ đặt mắt vào ở bên đây. Cao quá, cao quá. Nó để mình coi coi. Ok, nhìn cũng khá ổn đó các bạn ơi. Rồi, tạm thời vậy nha. Các bạn, nếu mà các bạn muốn mình đặt ở trên đây thì đừng quên comment nha, để tập sau có gì mình dời lên phía trên lại các bạn ơi. Ok, tạm thời là như vậy đi. Ok, bây giờ mình sẽ quay về nhà rồi ngủ nha. Ok, các bạn ơi, mình đã về tới nhà đây. Bây giờ vô nhà ngủ thôi. Rồi, ngủ. Wow. Dân làng phiên bản mới này ngủ được các bạn ơi. Anh chiếm cái giường mình luôn nè. Anh còn đuổi anh dân làng đi ra ngoài nữa chứ. Tội nghiệp anh dân làng này quá. Đi ra ngoài mở cửa nè. Đi vô anh ơi, vô 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 nhà đi. Giờ sao giờ ta? Chắc mình phải làm một cái giường mới các bạn ơi, để cho hai anh dân làng ngủ ấy. Chứ anh này ngủ mà anh kia ở ngoài, anh này đuổi anh kia ra ngoài luôn chứ. Anh này kỳ thật ấy. Mình sẽ làm hai cái giường đi để mình và anh dân làng kia ngủ nha bạn. Anh đó thiệt tình á, hết chuyện đuổi đồng loại của mình đi ra ngoài luôn chứ. Rồi làm hai cái giường nè. Để mình coi coi. Ngược 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 ngược. Rồi làm hai cái giường. Sau đó mình sẽ đợi nhuộm màu luôn nha. Không biết anh kia thích màu gì nhờ. Thôi mình nhuộm đại cho ảnh màu hồng đi. Tại mình cũng thấy màu hồng cũng đẹp mà đúng không? Rồi giờ cho anh cái giường màu hồng nha. Anh đâu rồi? Anh ra ngoài anh thu hoạch lúa nè. Ui anh ra ngoài anh phá lúa mình. Anh không có thu hoạch mà anh phá các bạn ơi. Rồi mình sẽ đặt ở đây cho anh vô ngủ đi. Vô ngủ anh ơi. Giường đó. Đó, anh dân làng đã ngủ đó các bạn. Vậy giờ tới mình nha. Mình sẽ đặt cái giường mình ở đây đi. Anh này anh chiếm cái nhà mình luôn rồi. Thôi kệ, ngủ kế anh dân làng cũng được các bạn. Nay có bạn ngủ chung rồi. Ngủ. Đó, ngủ kế anh dân làng các bạn ơi. Để khi sáng không biết anh có thức chung với mình không nha. Rồi sáng rồi. Anh cũng thức rồi kìa. Hay thật đây. Ok, chắc bây giờ mình sẽ kết thúc video tại đây các bạn ơi. Và ok, cảm ơn tất cả các bạn đã xem tập này của Lộc. Ở tập sau, nếu các bạn muốn mình xây dựng hay chế tạo thêm những gì mới thì đừng quên comment ở phía dưới nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những tập tiếp theo. Bye bye.